Như vậy là chúng ta đã có một cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 5 với diễn biến của thị trường đã chấm dứt cái mạch tăng điểm trong cái tuần vừa rồi. Và phiên ngày 11 tháng 5 thì thị trường cũng đã đóng cửa giảm 0.1%. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy là cái thanh khoản của cái phiên ngày hôm qua vẫn tiếp tục cải thiện sau cái thời gian thanh khoản bị sụt giảm dưới 10 ngàn tỷ trong cái thời điểm của cuối tuần trước và cũng như đầu tuần này. Và cái việc mà thị trường của chúng ta có những cái áp lực giảm điểm thì nếu mà để ý thì gần như là xuất phát từ cái nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là có cái sự ảnh hưởng. Tuy nhiên phiên sáng ngày hôm qua thì chúng ta thấy lặng sáng ngày mùng nào 11 tháng 5 thì thị trường của chúng ta vẫn có một cái đà tăng rất là hưng phấn ở hầu hết nhiều nhóm ngành. Áp lực giảm chỉ bắt đầu xuất hiện từ cái cuối cái phiên của cái ngày của cuối phiên khi mà bắt đầu áp lực bán chốt lời trong ngắn hạn của nhiều nhà đầu tư Tuy nhiên ngày hôm qua thì khối ngoại cũng đã bắt đầu mua ròng trở lại và đó cũng là những cái điểm mà điểm sáng trong cái phiên giao dịch của ngày 11 tháng 5 và quay trở lại với cái ngày hôm nay đó là ngày thứ sáu ngày 10, 12 tháng 5 thì trong cái chương trình À, cập nhật đầu phiên và cũng như lọc cổ phiếu đầu phiên thì Thái Lê sẽ à, đi cùng với các anh chị à, phân tích chi tiết hơn về thị trường cũng như là tìm kiếm những cổ phiếu tốt trong cái ngày 12 tháng 5 các anh chị nhá. Các anh chị đã sẵn sàng chưa? Nếu mà sẵn sàng các anh chị đừng quên ấn like và ấn subscribe và tuyệt vời hơn nữa các anh chị có thể thả một cái quả tim ở ngay cái phần comment. À, về xét về cái diễn biến của thị trường thì à, sau khi mà thị trường bứt phá được qua cái ngưỡng quan trọng đó là kháng cự ở vùng 1053 1055 thì hiện nay thị trường của chúng ta đang có những cái việc test lại đó cũng là một cái điểm tất yếu của thị trường cần thiết trong cái giai đoạn hiện nay và nếu mà thị trường của chúng ta không có nhiều cái diễn biến bất ngờ thì cái việc mà nằm giữ ở quanh cái vùng hỗ trợ 1054, 1055 và thị trường của chúng ta sẽ bám ở cái vùng mây này để sẽ đi lên ở đây. Thì đây là một trong những cái kịch bản của thị trường mà Thái Lê cũng đánh giá là hiện nay sẽ xảy ra khá là cao. Tuy nhiên có một điểm mà chúng ta cũng sẽ lưu ý nếu mà thị trường của chúng ta có những cái diễn biến mà nằm ở dưới cái vùng 1050 à, 1049 đó, Hiện nay gần như con số 4953 nó vẫn luôn luôn ứng không phải là với cuộc, sống của chúng ta mà Đối với viên đếch cũng vậy 4953 vẫn là một con kinh ngưỡng rất là quan trọng Nếu mà viên đếch của trở lại những cái áp lực giảm đặc biệt nhất đó là đóng cửa mà nằm ở dưới 1049 Thì Thái Lê nghĩ là cái kịch bản xấu là chúng ta cũng phải nghĩ đến Mà thời điểm hiện nay thì những cái kịch bản này nó cũng cách nhau ở những cái điểm số không phải là quá xa. Còn lại nếu nó vẫn giữ được ở trên cái ngưỡng 1053 1054 thì đấy là một trong những cái tín hiệu tích cực và thị trường của chúng ta sẽ bò chậm, chậm 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 để đi lên hướng lên ở cái vùng 1080 trong cái thời gian sắp tới các anh chị nhá. Rồi bây giờ thì chúng ta quay trở về cái việc mà lọc cổ phiếu. Lọc cổ phiếu thì ngày hôm qua thì chúng ta cũng sẽ có một số cái cổ phiếu như là Hòa Phát, FCN, LG và TTF À, cá biệt nhất đó là cái hai hôm trước thì chúng ta đều lọc được những cái cổ phiếu và đã có những cái sức tăng rất là mạnh mẽ thì liệu trong cái ngày 12 tháng 5 này thì có cổ phiếu gì thì mời các anh chị chúng ta sẽ đi vào cái bộ lọc luôn à, quan điểm của các anh chị với như thế nào về thị trường thì các anh chị cũng có thể để chia sẻ ở ngay cái phần comment anh chị nha rồi thì đối với cái chương trình mà lọc cổ phiếu đầu phiên thì hy vọng thì cũng sẽ đưa lại cho các anh chị những cái cơ hội và những cái đánh giá về thị trường cùng với một số cái cổ phiếu chúng ta có thể nghiên cứu được giao dịch ở trong cái ngày hôm nay ngày thứ sáu ngày cuối cùng của cái tuần thứ hai của tháng 5 rồi và hôm nay chúng ta có thể thấy được là cái số lượng cổ phiếu để lọc ra cũng không hề là ít nhỉ à, các cái tín hiệu và trong cái quá trình theo dõi cái chương trình mà lọc cổ phiếu này anh chị uh, đã mua được hay là đã theo dõi và quyết định được một cái cổ phiếu mua nào đã có hiệu quả uh, thì các chị cũng có thể comment và nếu mà nó không có hiệu quả thì các chị cũng có thể comment nhá uh, hy vọng là sẽ nhận được những cái sự góp ý và chia sẻ của các anh chị khi thực hiện cái chuỗi chương trình uh, lọc cổ phiếu cuối phiên hoặc là đầu phiên như hiện nay Đấy, rõ ràng nếu mà chúng ta chỉ sử dụng mỗi uh, robot thì có rất, rất rất nhiều tín hiệu và chúng ta có thể bị uh, bị rối trong cái quá trình uh, phân tích. Nhưng mà khi mà có thêm cả việc test lại, kiểm tra lại bằng uh, mắt thường một lần nữa thì Thái Lê hy vọng sẽ tạo ra được có những cổ phiếu tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu nhá. Uhm, những cổ phiếu nào mà thanh khoản khá là thấp thì uh, Thái Lê sẽ cũng sẽ bỏ qua mà như vậy là dg vẫn là cổ phiếu khá là mạnh nha ừ. có thể nói uh, ngày hôm nay thì bắt đầu dg tk và cái DG nó sẽ tách kiếm nó sẽ tách kiếm và có thể uh, bắt đầu từ cái ngày hôm nay chúng ta lưu ý với cái cổ phiếu dg nó có thể là có những sự điều chỉnh nhưng mà phải thể hiện là phải công nhận là một điều đó là khi cổ phiếu như dg là một cổ phiếu cực kỳ hot Dòng tiền vẫn vào rất là mạnh luôn Rồi Đức Long Giang thì hôm trước chúng ta đã khuyến nghị rồi Rồi Hòa Phát vẫn đang là cái cổ phiếu khá tốt Thì ngày hôm qua cũng đã Bộ Lọc cũng đã đưa ra cái khuyến nghị Để các chị có thể tham gia được với những cổ phiếu thép này Đây cổ phiếu gì đây MHC à, Thanh khoản không có VTC này, thanh khoản cũng không có. Sam, à, Sam thì chúng ta đã có cái khuyến nghị của cái buổi tuần trước và như vậy thì à, à, buổi đầu tuần à, Sam thì hiện nay nó cũng đã chạm đến cái vùng cản rồi. Các anh chị mà mua được Sam sau theo cái bộ lọc của đầu tuần thì bây giờ nó cũng đã điểm chốt lời đấy anh chị nha. Như vậy là khá là nhiều mã cổ phiếu nhưng mà ở đây chúng ta không tìm được cổ phiếu nào để mua được các anh chị ạ. Đây, cổ phiếu FCN ok, FCN vẫn tiếp tục là một cái cổ phiếu mà đang cho một cái tín hiệu mua này. Một tín hiệu mua 11.5. À thế thì vẫn là cái tín hiệu này. Còn nhiều cái cổ phiếu như thế này thì nó sẽ còn điều chỉnh về các vùng tê can như là GVR này hỗ trợ của nó là 16 nên nó có thể còn điều chỉnh về vùng này nữa thì về vùng này thì các chị có thể nghiên cứu để để mở mua cái này thì chắc bộ lọc cuối tuần thì chúng ta sẽ rõ hơn cuối tuần này thì Thái Lê sẽ làm lại cái chương trình lọc lại tổng thể ở từng ngõm ngành luôn TDG à thanh khoản không có cổ phiếu PVB này cũng khá tốt nhưng mà thanh khoản thì không có này chứ nếu mà có thanh khoản của PVB thì Thái Lê cũng thấy là là hấp dẫn đấy Techcombank 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 thì nếu mà điều chỉnh trở lại ở cái vùng 28 thì nó là sẽ là chạm 28.3 này đó là chạm hỗ trợ lại lần 3 Việc chạm lại hỗ trợ lần 3 Cái này chắc chúng ta sẽ theo dõi thêm một phiên nữa à, Để xem cái mức độ ở đây à, Ngại nhất của nó đó là chạm lần 3 thì nó có thể là bật lên được à, Và ngày thứ hai thì bắt đầu có khách sạn nào Ok, cái này thì chắc có thể trong phiên hoặc cuối phiên đối với cổ phiếu Techcombank thì ta lên sẽ theo dõi lại. Nhưng mà ở cái ngưỡng 28.3, 28.4 này đây cũng là một cái điểm hỗ trợ khá là tốt. Khi đặc trưng nhất đó là đầu tuần nó lại có tạo ra cái mô hình tách kiếm nếu không phá đáy thì nó sẽ tạo ra cái mô hình khách sạn và hút giá lên thì cái đấy cổ phiếu nó thể bám theo cái vùng mây này bật lên à, thì đây cũng là một điểm đáng chú ý đối với cổ phiếu Techcombank nhưng mà chúng ta sẽ phải quyết định lại à, chờ thêm một phiên nữa tức là phiên ngày hôm nay. Còn quyết định bây giờ mua thì hơi sớm. Ồ, như vậy là hôm nay rất là ít để mã để cho chúng ta có thể tìm kiếm được cái cơ hội mua theo cái bộ lọc À, cổ phiếu DDG vẫn là tăng sần à, chúc mừng anh chị nhà đầu tư đã thoát được hoạn, hoạn nạn qua cái cổ phiếu DDG đúng không Nhưng mà Thái Lê thì cũng không đủ tự tin lắm để tham gia những cái cổ phiếu DDG hiện nay cần phải có thêm ít nhất là khoảng tầm 4-5 ngày nữa để nó tạo ra một cái sự cân bằng bởi vì bây giờ mọi thứ nó đang hơi quá quá mức chịu ngưỡng của nhiều nhà đầu tư nên nó sẽ có những cái biến động quá là mạnh. EVS là thanh khoản hơi thấp nhỉ. G36 à, G36 cũng tầm tạm Tuy nhiên ở cái nhóm đầu tư công này Lúc nãy chúng ta có cái lọc cổ phiếu FCN Thì ta lên nghĩ chúng ta lựa chọn Cái cổ phiếu FCN thì nó sẽ tốt hơn đối với G36 G36 thì nó cũng ở đây cũng có hỗ trợ đấy nhưng mà uh, thực tế cái điểm hỗ trợ này so với là FCN thì nó vẫn FCN nó vẫn cứ cứ khỏe hơn. GVR thì test được về khoảng tầm 16 nhỉ 16 là là đẹp đấy anh chị. hấp cổ phiếu này thì ưu tiên penny nói chung là thanh khoản nó chỉ có khoảng tầm 2 tỷ 1 tỷ 7 trong phiên ngày hôm qua nên thái lê cũng không ưu tiên lắm nhưng mà nếu anh chị thích penny thì hoàn toàn ở cái vùng mà 4.6 này là khi nó test về của cổ phiếu à, habaco thì hoàn toàn chúng có thể tham gia được thanh khoản thấp nên thái lê sẽ không khuyến nghị thôi LIG, rồi ok, để chúng ta thử xem cái cổ phiếu LIG này LIG cũng là một dòng penny và nếu mà LIG tham gia thì anh chị hãy chờ nó quét về cái vùng 4.0, đúng không? À, chà chà chà, LIG hôm qua chúng ta còn có đây rồi này, 4.15 anh chị này, 4.15 Ok, thế vẫn để uh, đấy. 4.2 4.05 4.1 4.1 đi. 4.1 anh chị nhá. 4.1. 4.1 nếu anh chị mà đã mua cái cổ phiếu này rồi thì chúng ta cũng cứ giữ nguyên thôi. À đây là cổ phiếu penny do vậy nên là cái biên của nó khá là lớn, cắt lỗ như LG nó cắt lỗ khoảng tầm vùng 3.8. Đó, tuy nhiên khi nó mà đã chạy được đối với cổ phiếu này thì cái vùng giá chốt lời của chúng ta có thể nằm ở quanh cái vùng 4.8 cho đến 5. LLS này sau chuỗi dài bây giờ nó đang xuất hiện những cái cái cái, cái, cái chữ X là những cái nút hồi mất cân bằng. Nên chị lưu ý nắm những cổ phiếu này thì có thể ưu tiên để chốt lời, tránh cái việc điều chỉnh là chúng ta mất mất lãi mất mất lợi nhuận à, PLB thanh khoản không có. Ai? Oh, hơi tiếc nhở hơi tiếc cái cổ phiếu này là không có thanh khoản như cổ phiếu này. Với cái mô hình đồ thị này là khá là đẹp. À, bình thường thì nó, à, một giao dịch khoảng tầm 1 tỷ tư. đó, thì với những anh chị mà chúng ta giao dịch uh, thanh khoản thấp á cổ này rồi, phiếu này thấp quá nên Thái Lê sẽ không đưa lên nhưng mà nếu mà anh chị mà uh, kinh doanh với uh, giá trị thấp thì các anh chị hoàn toàn có thể nhập cuộc được ở cái vùng 5.3 5.4 của ông PLX này này, PXL chứ. Khá là đẹp đó. TSC TTF ngày hôm qua chúng ta có đúng không? 4.6 này. Hôm qua về 4.65 đó thì đối với penny các anh chị cũng có thể tham gia được nhưng mà TTF thì thấy cái thanh khoản nó nó tốt hơn hẳn nhỉ. À, thanh khoản của ông như TTF này nó tốt hơn hẳn. Như vậy là chỉ có là mua lại được những như vậy là nó lặp lại đúng vào cái ngày hôm qua luôn anh chị này. Ghê à? Nó không có cái gì mới mẻ cả. Đây với hôm nay có thêm một cái cổ phiếu này nữa cũng tham gia được. À, VC2. Có lẽ là nó thuộc cái nhóm đầu tư công. Thì chúng ta có thể tham gia ngay ở cái vùng 8.75 này. VC7. ồ oh, họ nhà VC nhiều mã nhỉ cổ phiếu ria. cổ phiếu ria sau một thời gian vắng bóng thanh khoản à, quá thấp bây giờ đã quay trở lại ok như vậy thì à, cũng vừa đi lọc qua thì chúng ta thấy cũng không có nhiều cổ phiếu mới xuất hiện ở trên bản đồ thì có hôm nay có thêm so với ngày hôm qua là VCI chứ còn lại thì vẫn là cái bộ cũ của cái ngày hôm qua à, hy vọng là trong cái tổng hợp này các anh chị có thể có cái lựa chọn nha còn lại nếu mà các anh chị đang quan tâm những cái cổ phiếu khác các anh chị có thể comment đặt câu hỏi ngay dưới cái video này hoặc các anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Thái Lê theo số điện thoại trên màn hình anh chị nhá À, một lần nữa thì để Thái Lê sẽ nói lại về cái VN Index đó là với VN Index thời điểm hiện nay thì chúng ta vẫn lẽ lưu ý một cái việc đó là hiện nay sau khi nó bứt phá được các cái vùng cản 1053 và 1054 thì VN Index sẽ có những cái rung lắc để tạo ra một cái nền ở đây và nếu mà trong những phiên ngày hôm nay và ngày À, đầu tuần thị trường vẫn cứ nằm giữ được trên cái vùng 1053, 1054 à, Thì nó sẽ bò từ 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 để đi lên được à, Thì chúng ta cũng có thể là hoàn toàn là yên tâm với cái cổ phiếu này Còn ngược lại với những cái thời điểm mà, mà thị trường của chúng ta áp lực bán mà lại hơi mạnh Áp lực bán mà hơi mạnh mà nó lại còn uh, khiến cho uh, Bán hơi mạnh mà lại khiến cho cái uh, Cái cổ phiếu của chúng ta À, kiến cho VN-Index của chúng ta mất đi cái vùng hỗ trợ đó là 1049 thì thời điểm đấy các anh chị phải hết sức thận trọng nhá. VN-Index nếu mà rơi lại mất ở dưới cái vùng 1049 là là nguy hiểm đấy ạ. À, còn lại nếu mà vẫn giữ được trên 1053 54 thì thái Lê đánh giá là giai đoạn này thị trường của chúng ta vẫn cứ túc tắc túc tắc để đi lên được. Đấy. Và thời điểm hiện nay thị trường cũng không có tăng mạnh do vậy nên là các anh chị cũng hạn chế cái vấn đề là mua đuổi nhá đây như ở trong room khuyến nghị thì Thái lên sáng ngày hôm qua cũng đưa ra cái chị đó là đây không phải là cái xu hướng tăng mạnh và các nhóm cổ phiếu có khả năng sẽ đan sen tăng điểm do đó nhà đầu tư hạn chế việc mua đuổi cổ phiếu và chỉ tham gia mua khi cổ phiếu điều chỉnh hoặc đang tích lũy gần hỗ trợ đó thì cái đây là một trong những cái đặc thù của giai đoạn hiện nay nên chúng ta đừng có hưng phấn đó. thà là chúng ta không có hàng đứng ngoài nuốt nước bọt còn hơn là các chị nhảy vào cái là mà nó lại dính điều chỉnh bởi vì thời điểm hiện nay biên lợi nhuận nó cũng không phải là quá cao nó cũng vẫn đang trong một cái giai đoạn sideways à, như ngày à, như thời điểm hiện nay thì à, danh mục thì cũng nắm không nhiều à, chỉ có CII Hòa Phát đất xanh thì nhớ đất xanh thì sao ngày hôm qua thì à, sau khi nó tăng điểm được thì cũng đã khuyến nghị anh chị nhà đầu tư là bán à, chốt lời một phần hai đối với cổ phiếu à, đất xanh tuy nhiên thì cũng đã khuyến nghị các anh chị tham gia vào trở lại đối với những cổ phiếu sáng ngày hôm qua đó là PDR PDR cũng đã khuyến nghị mua lại các anh chị mà thích đối với nhóm bất động sản này thì cũng lưu ý cổ phiếu này hiện nay nó cũng là một trong những cổ phiếu tích lũy nền khá là tốt đầu tư cho ngắn hạn hay là trung hạn cũng đều phù hợp trong cái giai đoạn hiện nay cả ok rất cảm ơn anh chị Rồi chúc anh chị đầu tư thành công và hẹn gặp lại các anh chị ở các cái chương trình kế tiếp và đừng quên ấn like và ấn subscribe cũng như thả một quả tim ở ngay dưới comment ủng hộ cho thái lê anh chị nha.